Năm em bật khóc thừa nhận nhớ nhà nhưng không dám về ăn Tết, dưới quê coi tôi như tệ nạn xã hội. Thời gian gần đây năm em thường livestream để trò chuyện với người hâm mộ. Trong một buổi chia sẻ, người đẹp bật khóc tâm sự là cô nhớ nhà nhưng không đủ can đảm để về quê hương, sau khoảng thời gian đối mặt với sóng gió. "Chị nhớ nhà, quê hương của chị trùm khế chua lắm, không ngọt như mọi người nghĩ đâu. Bây giờ về quê người ta cười vào mặt chị, ở dưới quê coi chị như tệ nạn xã hội vậy." sau khi nam em công khai chuyện tình cảm đời tư chồng sắp cưới của nam em trở thành đề tài thu hút bàn tán trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nửa kia của nam em từng có hai vợ ba con quá khứ ồn ào giữa làn sóng dư luận cô liên tục có động thái cứng rắn bảo vệ chồng sắp cưới cô từng đăng đàn nếu không có anh thì ngày hôm nay sẽ không có tin nam em lấy chồng có quá khứ không đẹp mà sẽ là tin tiêu cực khác Tôi nói tôi kiệt sức rồi, không một ai tin, không một ai lắng nghe, chỉ có một mình anh ấy hiểu và gánh vác hết tất cả những áp lực của tôi. Vậy xin hỏi sao anh ấy không xứng đáng làm chồng của tôi, công bằng ở đâu? Sau khi lên tiếng xin lỗi, nam em lần nữa gây ồn ào, khi nhắc đến tên Bạch Công Khanh trên sóng livestream với lời lẽ nặng nề vì thế cô lại vướng nhiều tranh cãi khác không ít người tiếc nuối khi nhìn lại loạt ảnh nam em trước đây thời điểm cô vẫn tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc chưa bị nhắc kèm với loạt drama như hiện tại nam em đăng ảnh cơ thể gầy gò với nhiều vết bầm nói lời than trách đầy xót xa sau nhiều chuyện thị phi tình cảm, Nam em giờ đây có cuộc sống ổn định với sự nghiệp ca hát ngày càng thăng tiến. Thời gian gần đây cô nhận được sự quan tâm lớn khi công khai chuyện đã tìm được bến đỗ của đời mình. Cô chọn giữ kín danh tính nửa kia để hạnh phúc được bình yên. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân Nam em bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh chụp cận cảnh cơ thể đầy vết bầm, khiến người hâm mộ lo lắng. Nhìn trong ảnh, phần vai và hai cánh tay của cô có nhiều vết bầm màu đỏ thẫm kèm theo đó nam em chua sót nói như này mà còn nói chưa cố gắng vậy như thế nào mới được gọi là cố gắng khi nào mới được ghi nhận Bên cạnh đó vóc dáng hiện tại của nam em được nhận xét trông xanh sao thiếu sức sống. Trong lần xuất hiện đầu tháng 8 năm 2023 vừa qua, nam em để lộ thân hình gầy gò quá mức. Sau khi đăng tải, vết bầm trên người nam em được cộng đồng mạng đoán rằng do cô đánh gió. Hiện tại, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long chưa nói rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự xót xa, khuyên nam em giữ gìn sức khỏe. Cạo gió xong, người nhẹ nhõm hơn nhiều mà nhìn vậy thấy xót quá. Em ốm lắm rồi nam em ơi, cố gắng ăn nhiều vào. Trước đó vài ngày nam em gây chú ý khi lên tiếng phủ nhận có quan hệ tình cảm với Bạch Công Khanh. Nàng hoa khôi bức xúc khi đã công khai có người yêu nhưng vẫn bị người khác cố tình gắn ghép chuyện tình cảm. Cô và nam ca sĩ từng là một đôi song ca ăn ý trên nhiều sân khấu. Tuy nhiên cả hai gặp không ít rắc rối ảnh hưởng tới đời sống riêng tư sau khi được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Nam em viết xin phép mấy thánh phán nếu em có đang yêu Bạch Công Khanh thì sẽ la lên cho cả thế giới biết. Em trốn tránh làm gì Còn công việc trong showbiz thì thị phi là chuyện đương nhiên Mọi người tin cái gì thì cái đó đúng Suy nghĩ của mọi người thì ai mà nắm bắt được Nên là thôi nha Mình không thích thì mình bỏ qua Chứ đừng tu xích như vậy Hại mình rồi còn mang thêm rắc rối cho người khác Nghĩ thoáng ra mấy anh chị Tháng 7 năm 2023 vừa qua, nam em chính thức xác nhận có người yêu mới, gọi nửa kia là chồng, đăng kèm hình ảnh bóng lưng của bạn trai, cô chia sẻ. Chắc mọi người cũng hiểu được là sau bao nhiêu sóng gió, thứ tôi tìm là sự bình yên. Tôi đã tìm được bến đỗ của mình rồi, nhưng tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ vì tôi không muốn vướng thêm thị phi. Từ đó tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cùng một lúc vừa có cả hai, vừa phải bảo vệ công việc và gia đình thật sự rất khó chu toàn. Sau khi rẽ sang con đường ca hát, nam em có sự nghiệp ngày càng ổn định, được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Từ đầu năm 2023, cô tận hưởng cuộc sống mới tại Đà Lạt, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, cô vẫn giữ công việc người mẫu, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang. Bạn trai nam em lần đầu công khai chuyện tình cảm, thị phi thế nào vẫn bảo bọc che chở em. Nam em là một hoa hậu nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, Cô nổi danh khi đăng quang hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và đại diện Việt Nam lọt top 8 chung cuộc tại hoa hậu Trái đất 2016. Bên cạnh đó, nam em còn được biết đến với những ồn ào tình ái, phát ngôn gây sốc khiến dư luận xôn xao. Trải qua nhiều ồn ào thị phi, đến giờ mỹ nhân quê Tiền Giang tìm được hạnh phúc như mong đợi. Trạng sáng 17 tháng 11, nam em và một người đàn ông có Facebook BW đã để chế độ hẹn hò chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Sáng nay, bạn trai nam em viết những lời đầu tiên về chuyện tình cảm với người đẹp. Trong tâm thư anh cho biết sẽ luôn bảo vệ che chở cho nam em, dù gặp sóng gió thì phi thế nào. Bạn trai của người đẹp cũng tâm sự cả hai từng mâu thuẫn cãi vã nhưng sau đó vẫn ở bên nhau. Người đàn ông này cũng ẩn ý chuyện sắp tính chuyện trăm năm với mỹ nhân này. Trích tâm thư của bạn trai nam em, anh không biết quá khứ em trải qua sóng gió bão tố ra sao, anh cũng đã biết quá khứ em đủ khổ, anh lựa chọn im lặng âm thầm. Nhưng cái âm thầm đó có khi là động lực cho mọi người tò mò đào bới, nên anh quyết định sẽ công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em, Em an tâm nhé, khi anh quyết định một việc gì sẽ không bao giờ buông bỏ, dù nó khắc nghiệt thị phi đến đâu, vẫn sẽ luôn bao bọc che chở để em bình an, dù nó là sóng gió của bất cứ lĩnh vực nào. Tôi biết các bạn fan yêu quý Nam em, dành cho Nam em rất nhiều tình cảm. Tôi mong các bạn hãy nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ, bao quát, Nam em cần được sự kính trọng. Cô ấy đã trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước tiếp, vì thế mà tôi ở đây. Cô ấy và tôi cũng đã nhiều lần tranh luận giận hờn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Bao nhiêu sóng gió vấp ngã, mỗi lần vấp ngã cô ấy đều có bài học đắt giá và sự giác ngộ. Lần này cô ấy không dễ lặp lại vết xe đổ, kịch bản lần này sẽ không giống các lần khác. Thay vì tò mò tìm hiểu đào bới, thì tôi sẽ vạch hết những thứ đó cho các bạn biết. Tháng 7 năm 2023, Nam em lần đầu đăng tải hình ảnh một người đàn ông giấu mặt và chú thích rằng: "My husband chia sẻ với Sao Star, đại diện của người đẹp cho biết, thời gian này Nam em dành phần lớn thời gian sống ở Đà Lạt để nghỉ ngơi, viết sách và tìm cảm hứng trong âm nhạc." Đà Lạt là nơi chữa lành tâm hồn của nam em và mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Qua tìm hiểu, được biết bạn trai của nam em tên HC hiện đang làm việc tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Thời gian gần đây, nam em thường đăng tải hình ảnh những kim cương khủng, ẩn ý sắp lên xe hoa khiến dân tình tò mò. Nam em muốn tự tử vì bệnh rối loạn lưỡng cực. Không chỉ nam em mà rất nhiều sao nổi tiếng khác trên thế giới cũng mắc căn bệnh này. Căn bệnh khiến hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đình đám cảm thấy mệt mỏi, suy sụp sau khi đăng quang hoa khôi đồng bằng sông cửu long nam em được mọi người yêu mến vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng và không kém phần dí dỏm đang là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình nam em bỗng có những phát ngôn hành động dậy sống về mối quan hệ với trường giang kể từ đó khán giả trông thấy một nam em không còn dí dỏm mà thể hiện cảm xúc dễ khóc dễ cười thậm chí vì chuyện kinh doanh thua lỗ và mối quan hệ tai tiếng nam em có lúc mệt mỏi phải nhập viện và nghĩ đến cái chết Lúc đó, mỗi ngày em đều suy nghĩ làm cách nào để chết. Em làm tất cả mọi việc để mọi người ghét em, ghét càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày em thức dậy, thấy mọi người ghét em, em rất vui. Lúc đấy em nghĩ em sắp chết rồi. Em muốn khi em chết không có người nào được yêu thương em nữa, bởi chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nam em từng trải lòng trong một chương trình. Trong buổi ra mắt MV cùng anh Disa, Hoa Khôi sinh năm 96 cũng đã thú nhận mình bị rối loạn lưỡng cực căn bệnh tưởng lạ nhưng vô cùng phổ biến, không chỉ nam em mà rất nhiều sao nổi tiếng khác trên thế giới cũng mắc căn bệnh này. Từ một cô gái xinh đẹp, ăn nói nhã nhặn, tài năng và thông minh, nam em liên tục khiến khán giả ngỡ ngàng khi có những phát ngôn và hành động bất thường. Không chỉ công chúng nhận thấy điều này, mà mới đây Dương Yến Ngọc cũng bày tỏ sự lo lắng vì cho rằng nam em đang mắc bệnh trầm cảm và có nguy cơ chuyển nặng. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô khá chắc chắn về việc Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long đang bị trầm cảm cấp độ 2, nếu không điều trị kịp thời sẽ tiến triển thành bệnh tâm thần hoặc tự tử chết trước lời cảnh báo của dương yến ngọc cùng sự quan tâm của dư luận nam em vẫn chưa lên tiếng thế nhưng cách đây vài giờ người đẹp tiền giang tiếp tục có hành động lạ khiến công chúng lo lắng trên trang cá nhân chân dài họ nguyễn chia sẻ clip cười ra nước mắt khi đang ngồi trên ô tô kèm dòng trạng thái mặn mà đậm đà một dân mạng đưa ra lời đề nghị chân thành khuyên nam em hãy khóc thoải mái đi khóc để nhẹ tất cả muộn phiền trong lòng rồi trở lại mạnh mẽ và vượt qua mọi chuyện một cách kiên cường là một nam em xinh tươi, tài năng và tràn đầy hạnh phúc. Nam em là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu được đông đảo khán giả biết đến. Dù lớn sân sang nhiều lĩnh vực, song cô nàng lại được nhận xét giỏi nhất ở mảng ca hát bởi giọng ca đầy ngọt ngào đi vào lòng người. Sau nhiều scandal không đáng có, thời gian gần đây, cô nàng thường xuyên đi diễn và hứa hẹn sẽ mang đến điều bất ngờ hơn cho người hâm mộ. Mới đây, nam em đăng tải loạt ảnh khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Theo đó, cô nàng chia sẻ những khung ảnh bị bầm dập cả người với những vết bầm đỏ. Không chỉ vậy, nam em cũng cảm thấy bất lực khi không được mọi người công nhận. Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy thế nào mới gọi là cố gắng, khi nào mới được ghi nhận. Thời gian gần đây, nam em cũng thường xuất hiện ở nhiều sự kiện, show thời trang cùng chị gái sinh đôi là Lệ Nam. Bên cạnh đó, cặp chị em Lệ Nam, nam em là hai gương mặt được các nhà thiết kế đình đám yêu thích khi lựa chọn người mẫu xuất hiện trên sàn trên quay. Dù không rõ thực hư nam em có tình trạng sức khỏe thế nào, đông đảo người hâm mộ đều để lại bình luận động viên cô. Bản thân em cứ cố gắng hết mình là được, đừng quan tâm người khác nói gì. Tụi chị lúc nào cũng công nhận sự cố gắng của em, mạnh mẽ lên. Nam em là một trong những mỹ nhân có nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Các đấu trường đình đám như Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàng Vũ 2015, Hoa hậu Trái đất 2016 đều có dấu ấn của người đẹp sinh năm 96. Trong đó, danh hiệu Top 8 Miss Earth 2016 trở thành cột mốc giúp nhan sắc của cô chinh phục và gây ấn tượng trong lòng công chúng. Không chỉ tham gia cuộc thi sắc đẹp mà còn mạnh dạng thử sức với diễn xuất và ca hát ở các show truyền hình như thiên đường ẩm thực, ơn rời cậu đây rồi, kỳ tài thách đấu, người bí ẩn, nụ cười xuân. Thời gian gần đây, nam em cũng thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện, show thời trang cùng chị gái sinh đôi là Lệ Nam. Bên cạnh đó, cặp chị em Lệ Nam, nam em là hai gương mặt được các nhà thiết kế đình đám yêu thích khi lựa chọn người mẫu xuất hiện trên sàn Runway bên cạnh những danh hiệu sắc đẹp từng đạt được cái tên nam em còn gắn với nhiều thị phi tình cảm trong quá khứ ồn ào với trường giang khiến nàng hậu từng nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm thời gian gần đây những nghi vấn tình cảm với bạch công khanh cũng khiến nam em nhận về không ít thị phi cách đây không lâu người đẹp nhận được sự quan tâm khi công khai chuyện đã tìm được bến đổ cô chọn giữ kính danh tính nửa kia để hạnh phúc được bình yên cô chia sẻ chắc mọi người cũng hiểu được sau bao sóng gió thứ tôi tìm là sự bình yên tôi đã tìm được bến đỗ của mình nhưng tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ vì tôi không muốn vướng thêm thị phi từ đó tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật cùng một lúc vừa có cả hai và vừa phải bảo vệ công việc và gia đình thật sự rất khó chu toàn